Vâng, cho em Thảo gửi lời chào tới các bác. Một cái video ngắn đi thử đèn pin để các bác nhà mình được biết. Đây là hai cái mẫu đèn đội đầu, một dòng đèn mỏ và một dòng đèn nhẹ nhé. Cái này giúp các bác đi soi cua, soi ếch, soi cá hoặc là trồng vườn rất chế độ ok. Còn cái này nó dòng đèn mỏ sẽ có một cái bình ắc quy đeo sườn như thế này. Tháo luôn ra cho các bác nhà mình được xem cái ắc quy. Cái mẫu đèn này thì nó là dòng pin trâu nhé. Các bác có thể sử dụng mười mấy tiếng luôn. Đây là cái cục pin này. Đấy, cục đề gọi là cục ắc quy. Và với cái dòng đèn này thì đều có dây cho các bác nhà mình đeo đầu. Thế giờ em sẽ test thử với cái độ xa là hàng trăm mét để các bác nhà mình biết được cái ánh sáng của cái mẫu đèn này. Đèn này sẽ gọi là đèn ánh led vàng này các bác nhé. Sẽ có led vàng và led trắng, nhưng mà chủ yếu là các bác sử dụng led vàng. Led vàng thì nó sẽ không chói mắt và giúp các bác sử dụng đối với người mà nhìn đằng xa nó sẽ rất là dễ chỉ. Đây là em đang soi với cái mức độ là một cái vườn cây, nếu như các bác mà đang muốn trồng vườn. Sáng rất là led nha các bác nhé. Và bây giờ em sẽ dọi xa. Đây các bác nhìn, đây là cái biển Vilaphone. Cái biển Vilaphone này nó tới phải hơn 100 mét nhé. Đấy, em đang test quay đúng vào cái biển Vilaphone ở trước cửa nhà em đây. Xa như thế này. Và bây giờ là một cái trang trại cũng ở rất chi là xa. Em sẽ quay cho các bác xem, nếu như cái trang trại này thì nó phải hơn 100 mét nha các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Nhìn soi rõ cái mái nhà chưa? Các bác nhìn rõ cái mái nhà này. Đấy, và nếu như cái tầm độ này thì rất chi là led và trong. Và với cái đèn này chắc chắn là khi các bác xem, các bác cũng đang quan tâm tới giá của nó bao nhiêu. Đây là cái ngọn cỏ này. Đấy, cái tầm này thì tầm độ em đang đứng ở trên tầng nhà em nhé. Soi vườn cây thì thực sự rất là ok. Đây những cái tùm nhãn này, các bác soi tận gốc luôn, rõ led như này. Đấy, đây là cái ánh đèn led vàng. Và với mẫu đèn này thì bên đơn vị em Thảo đã nhận gửi và ship trên toàn quốc. Em sẽ tiếp tục test thử cái ánh đèn kia, em bấm đi. Cái ánh đèn mỏ này nhé. Đây là cái mẫu đèn mỏ này, các bác so sánh đi. Cái mẫu đèn mỏ này thì giá của nó cao hơn nhiều. Em đã quay về cái biển Vilaphone cách nhà em 100 mét. Rõ mồn một luôn nha các bác nhé. Rõ mồn một luôn này. Đấy. Và đây là hai cái ánh đèn. Cái ánh đèn mỏ kia thì cái ánh của nó sẽ lớn hơn. Bây giờ sẽ quay sang cái trang trại đây này. Quay vào đúng cái mái nhà. Đấy, rất chi là xa này các bác nhé. Đấy thì với hai cái dòng đèn này thì em đã tắt cái mẫu và em sau đó đã báo giá luôn cái mẫu đèn này cho các bác nhà mình được biết này. Mẫu đèn này là cái mẫu đèn đội đầu, sẽ có dây hết nhé. Đấy, đơn vị em đang gửi cho các bác là 250.000 một chiếc. Cái này cầm rất chi chắc chắn. Thì tuy nhiên trên thị trường có rất chi là nhiều đèn, nhưng mà để các bác nhà mình chọn thế nào được cái mẫu đèn tốt, quay vào đây này, tốt và chất lượng nhé, hàng công ty Hà Nội, hàng nội địa nha các bác nhé, thì các bác hãy lên chọn ở bên đơn vị em Thảo. Là một đại lý chuyên cung cấp về rất nhiều đồ, nhưng em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ loại một luôn. Đấy, các bác thấy nếu mà đội đầu đi như này thật sự rất là sáng, trồng vườn trồng đồ rất là ok. Mẫu này là 250.000 nhé, em Thảo miễn phí ship. Ánh nét vàng nhé, chủ yếu các bác sử dụng ánh nét vàng. Tiếp tới là cái mẫu đèn mỏ này, em sẽ quay thật gần cho các bác mình được xem. Em cầm luôn trên tay nhé. Cái này thì sẽ có dây đeo hết ở trên đầu để các bác nhà mình đội. Và là ngang hông thì sẽ có cái đeo ở bình quy. Đây các bác nhìn cái cột này. Cái cột này cách xa phải đến 100 mét nha các bác nhé. Rõ một một như này, nếu như người mà đứng kia thì nhìn rõ một một luôn. Đấy, khá là xa luôn các bác ạ. Đấy, đây là cái xe máy này. Xe máy đang đi ngoài đường, bấm rõ luôn nha các bác nhé. Đấy. Và với cái ánh đèn của cái mẫu đèn mỏ này thì em sẽ vào tận nơi này quay thử gần cho các bác nhà mình được xem. Đấy, quá là sáng luôn, cực kỳ là sáng nhá, sáng nét trong luôn này các bác. Đấy, tắt điện đi để bấm thêm các chi tiết. Đấy, các bác nhìn đây là cái ánh sáng của cái ánh led vàng, thật sự là rất chi là ok. Đấy, đúng rồi, với cái mẫu đèn này thì em cũng báo giá luôn để các bác nhà mình quan tâm được biết nhé. Mẫu này hiện tại đang là 500.000 một chiếc. Và đơn vị em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Dòng đèn cao cấp nhất hiện tại nha các bác nhé. Đấy. Và cái ắc quy của nó, đây là cái để các bác này mình đeo thắt lưng da ngang người này. Thắt lưng da ngang người. Và với cái bộ này thì sẽ có dây. Em lấy dây cho các bác xem. Đây là cái đèn 250.000 này. Dây của nó đây. Đấy, vừa quay xong để đây, lấy cho các bác mình xem. 250.000. Màu đèn này, cái cầm rất là chắc tay này các bác nhé. Đây nó sẽ có logo của nó đây,
hạng loại 1. Và mỗi một đèn thì sẽ có sạc pin. Cái này có sạc pin này. Đấy, có dây đội đầu này. Đấy, còn với cái đèn của đèn mỏ này nhé các bác nhé. Đấy, các bác sẽ tắt đi. Sử dụng không tắt đi. Tắt đâu ấy nhỉ? Đây. Tắt ở đây các bác nhé. Đấy, cái đèn này thì trong này nó sẽ đi theo dây sạc. Dây sạc này. Và sẽ có cả dây đội đầu nhé. Dây đội đầu đâu ấy nhỉ? Sẽ có cả dây đội đầu nhé. Đây là dây đội đầu của cái đèn mỏ này các bác này. Một cái dụng cụ rất chi là cao cấp. Các bác nào mà đang cần tới những cái mẫu đèn pin đội đầu, những cái dụng cụ thiết thực nhất trong công việc làm vườn, làm ao hồ, hãy liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em Đào để ngay cạnh video. Và đừng quên nhấn like, chuông, nhất là đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những dụng cụ hay của đơn vị em qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.